Xin chào tất cả các bạn nhé, rất vui khi được gặp lại các bạn trong video này. Và tiếp tục vừa hướng dẫn những bạn nào đang dùng điện thoại iPhone, các bạn hay tải ứng dụng ở trên kho ứng dụng App Store. Các bạn dùng điện thoại có Face ID mà các bạn khi tải không thấy Face ID hoạt động để xác nhận hoặc là bị lỗi không tải được ứng dụng thì hôm nay mình sẽ giúp cho các bạn khắc phục tình trạng này nhé. Bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn, bây giờ mình vào App Store mình tải một cái ứng dụng cho các bạn xem nhé. Ví dụ mình tải ứng dụng này chẳng hạn. Các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ không hiện Face ID. Đó, nó sẽ bắt hiển thị cái phần cài đặt và các bạn phải chọn cái mật khẩu của cái tài khoản iCloud vào thì mới tải được. Đó, nó không xác nhận qua Face ID. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn, tức là Face ID không hoạt động ở trên cái App Store ấy. Các bạn theo dõi nhé. Bước đầu tiên, các bạn hãy truy cập vào phần cài đặt cho mình. Và các bạn sẽ kéo xuống, các bạn chọn đến cho mình cái phần là Face ID và mật mã. Rồi, cái bước này thì các bạn hãy nhập cái phần mật khẩu điện thoại của các bạn vào. Rồi, sau khi các bạn chọn xong thì bên trong cái phần Face ID và mật mã, các bạn sẽ thấy rằng trên cái phần là sử dụng Face ID cho nhé. Nếu mà các bạn đang dùng iTunes và App Store, các bạn hãy bật cho nó thành nút xanh như thế này để xác nhận việc sử dụng Face ID trong khi tải App Store nhé. Đó, các bạn gạt sang bật lên xanh như thế này thì nó sẽ hiển thị yêu cầu các bạn điền cái thông tin iCloud vào, các bạn chọn vào là sẽ được bật nhé. Rồi, nếu mà trường hợp các bạn bật cái phần là iTunes và App Store như thế này rồi mà khi các bạn tải vẫn không được ấy thì các bạn hãy chọn cho mình là đặt lại Face ID cho mình nhé, tức là các bạn sẽ xóa cái Face ID cũ đi, các bạn cải cái, nói chung là reset lại Face ID ấy. Nó rồi, bây giờ các bạn sẽ quay trở ra cho mình tiếp tục này. Cái cách khắc phục tiếp theo, cái này thì cũng có thể nhiều bạn cũng hay gặp. Các bạn sẽ vào cho mình cái mục là trợ năng cho mình nhé. Đấy, trong mục trợ năng này các bạn sẽ chọn cho mình mục cảm ứng. Rồi, các bạn sẽ nhìn trên cái phần đầu tiên có cái phần là nút home nhé. Các bạn bật cái phần là đây, các bạn chọn cái phần là nút home cho mình. Tiếp theo các bạn kéo xuống này, các bạn kéo xuống cái phần cuối cùng nhé, có cái mục là xác nhận bằng đây này, xác nhận bằng Attitude này. Đấy, tiếng Anh mình đọc không chuẩn nhé, các bạn thông cảm. Tức là khi mà các bạn đang bật cái phần này lên thì cái phần này ấy, tính năng này nó đang dùng dành cho những cái bạn mà dùng cái dòng iPhone đời cũ hơn, nó có cái nút home ở giữa này. Thì khi mà các bạn bật cái này lên thì đương nhiên rồi, Face ID hoặc là cái các chức năng khác liên quan không có nút home thì nó sẽ không hoạt động được. Đấy, vì thế nên các bạn phải tắt cái tính năng này đi. Đấy, thì nó mới hiện nút home, nó mới sử dụng Face ID và xác nhận bằng cái nút sườn này này. Đấy, ấn hai lần để xác nhận nhé. Các bạn hãy tắt đi cho mình. Đấy, rồi sau đó thì nó sẽ hiển thị là sử dụng bấm hai lần, tức là dùng phím home này, cái phím nút sườn này để các bạn tải ứng dụng nhé. Các bạn chọn sử dụng bấm hai lần. Đấy, vậy là các bạn đã tắt đi rồi nhé. Đấy, các bạn thử cái cách này cho mình nhé. Các bạn trở ra này và các bạn sẽ tiếp tục quay trở lại cho mình phần cài đặt và các bạn chọn vào cho mình cái mục là App Store này, App Store nhé. Đấy, rồi các bạn sẽ kéo xuống cho mình trong cái mục là đề xuất được cá nhân hóa, các bạn sẽ chọn vào. Đấy, thì trong cái phần này nó có cái mục là xóa dữ liệu ứng dụng. Đấy, sử dụng ứng dụng thì cái này thì có thể các bạn sẽ nhiều khi nó sẽ bị xung đột hoặc là cái dữ liệu ứng dụng nó hay bị lỗi, hỗ trợ cái tính năng ở trên App Store các bạn sẽ xóa dữ liệu cho mình. Đấy, các bạn sẽ chọn vào và các bạn chọn là xóa dữ liệu. Đấy, các bạn sẽ chọn vào và các bạn sẽ chọn là xóa dữ liệu sử dụng ứng dụng. Đấy, rồi cái cách cuối cùng, nếu mà các bạn áp dụng tất cả những cách trên không được thì các bạn hãy sử dụng cách này cho mình. Các bạn vào cho mình cái phần ID Apple, tài khoản iCloud ấy, các bạn sẽ chọn cho mình là đăng xuất nhé, đăng xuất cái phần tài khoản iCloud ID Apple ra. Sau đó thì các bạn sẽ đăng nhập lại như bình thường. Rồi, cái cách này thì nó sẽ giúp cho cái tài khoản App Store nó cũng sẽ được reset lại luôn. Các bạn đăng nhập lại và các bạn thử cái cách này cho mình nhé. Hy vọng với những cái cách trên thì sẽ giúp cho các bạn có thể xác nhận cũng như là tải ứng dụng được ở trên kho ứng dụng App Store bằng Face ID, không bị lỗi không hoạt động nữa. Chúc các bạn thành công. Hy vọng qua cách hướng dẫn khắc phục vừa rồi thì những bạn nào mà đang dùng iPhone, các bạn hay tải ứng dụng trên App Store, các bạn không thấy Face ID hoạt động thì các bạn sẽ xem video này và hy vọng sẽ giúp cho các bạn khắc phục được nhé. Và các bạn nếu thấy hay nhớ like video và
chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.